Các cô các chị ở đây đang cảm thấy buồn cười quá vì cái cái củ cải ở đây. Vâng, của bà nói là không phải của Trung Quốc nha, cái này là của bà chồng. Đây là gà gì đây? Gà mỏ đen đen này, trông như gà ok đấy. Quý vị và các bạn thân mến, hiện thị đang có mặt tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Bắc Hà là một địa danh có nhiều danh lam thắng cảnh, có nhiều nông sản và dược liệu quý. Du khách đến với Bắc Hà chủ yếu là đến để tham quan, thưởng ngoạn cái không khí ở đây, những cái cảnh quan ở đây có rất là nhiều những cái địa chỉ đỏ để cho du khách đến thăm, ví dụ như là dinh vua Mèo, dinh Hoàng A Tưởng là một trong những cái địa chỉ lịch sử lâu đời và làm có nhiều những cái nó theo dòng lịch sử của phát triển của huyện Bắc Hà. Với có nhiều những cái địa chỉ để cho du khách có thể đến tham quan và trải nghiệm. Đồng thời là đến với chợ phiên Bắc Hà ấy, thì sẽ đến vào sáng chủ nhật hàng tuần. Du khách đến đây thì các bạn có thể thấy đằng sau lưng thị rất là nhiều xe đến từ tất cả các tỉnh, chứ không có nguyên là chỉ Lào Cai, và rất là đông vào tối thứ bảy và sáng chủ nhật hàng tuần. Chợ phiên Bắc Hà sinh hoạt và bán rất là nhiều những loại nông sản và dược liệu quý. Thì bây giờ trong series lần này thì chị sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về nông sản và dược liệu. Và trong tập đầu tiên thì chị sẽ xin chia sẻ với quý vị và các bạn kinh nghiệm đi chợ phiên Bắc Hà, mua nông sản như thế nào và nên mua nông sản gì là tốt nhất. Và xin mời các bạn cùng với thị đi vào phía trong để chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nhé. Các bạn thân mến, và thị đang có mặt ở giữa phố đi bộ Bắc Hà, và đây là đầu phố. Ở đây thì bà con bán rất là nhiều các loại nông sản này, bánh ngô này, vâng ạ, cháu xem một chút ạ, bánh ngô này, bánh chưng này, lạc này. Ở đây là bánh dày đúng không ạ? Vâng. Và đây là những loại bánh dày này các bạn này, và đây là bánh khúc này đấy. Có ở trên này có rất là nhiều những cái loại nông sản mà của bà con ở đây tự làm ấy, rất là ngon. Bánh khúc không có nhân đúng không ạ? Các bạn ơi, mình nghĩ là ở Bắc Hà ấy, và chỉ có ở Bắc Hà mới có cái loại bánh như thế này thôi. Cho nên là nếu như các bạn mà đến với Bắc Hà ấy, thì nên mua cái này về để ăn, để trải nghiệm nhé. Một lát nữa chị sẽ quay lại chị lấy nhé. Rồi ở Bắc Hà ấy, cái khí hậu rất là tốt, cho nên là rau cũng có rất là nhiều. Ví dụ như ở đây là có cải ca le này, cải xoăn ấy. Đấy. Vâng, cải song này. Cải làn này, rồi cả cây ngũ gia bì này. Ngũ gia bì này có hai loại các bạn ạ. Một loại màu xanh và một loại màu tím tím ấy. Đấy. Cái rau này thì rất là ngon và tốt cho sức khỏe. Ăn cái rau này thì dễ ngủ. Rồi củ cải các bạn ạ. Đây là củ cải của Bắc Hà nhá các bạn nhá. Không phải củ cải của Trung Quốc đâu. Các cô các chị ở đây đang cảm thấy buồn cười quá vì cái củ cải ở đây nó có hai cái chân. Đó. Hôm nay thì chị vì trong thời gian vừa rồi là chị di chuyển quá nhiều, đi từ tỉnh này sang tỉnh khác và cũng nói hơi nhiều ấy, nên là họng hôm nay hơi có vấn đề một chút, mic hơi rè một chút thì các bạn thông cảm. Thì sáng hôm nay chị đã uống mật ong Bạc Hà rồi và hy vọng là trong ngày hôm nay nắng lên thì chị cũng sẽ đỡ hơn. Tiếp tục giới thiệu về củ cải. Đây là củ cải của Bắc Hà. Cái khí hậu của Bắc Hà ấy giúp cho nông sản ở đây phát triển khá là tốt. Và nông sản ở đây bà con chỉ bón bằng phân ngựa và phân trâu thôi, phân chuồng thôi. Không có hóa chất đâu ạ. Củ cải đỏ nữa này. Đấy, có rất là nhiều. Và củ cải của Bắc Hà ấy thì ăn rất là ngọt. Vị nó rất là đậm đà và thơm. Nó không giống như củ cải mà các bạn mua ở các chợ biên giới hay là những cái chợ lớn trong siêu thị đâu. Nếu như mà các bạn biết ở siêu thị nào bán cái củ cải Bắc Hà thì mình nên mua để ăn, để trải nghiệm. Còn nếu như không biết thì có thể comment xuống dưới để chị sẽ nhờ bà con ở đây gửi ship hàng về cho quý vị và các bạn nhé. Có rất là nhiều các loại rau và nông sản
Ở đây thì thấy có dưa mèo này. Dưa này thì chắc chắn là Trung Quốc là không có rồi các bạn ạ. Và bà con ở trên này cũng khá là vất vả. Dưa này thì hay trồng ở trong ruộng ngô. Dưa mèo này nó bò dưới mặt đất các bạn ạ. Quả dưa rất là to và tròn. Đấy. Đậu đen này. Đây có rất là nhiều các loại nông sản. Và du khách đến với Bắc Hà nếu như muốn mua đặc sản của Bắc Hà thì cũng có thể mua của họ, hoặc không thì cũng có thể mua đặc sản của một số địa phương khác. Ví dụ như là hồng của Trung Quốc này, các bạn không có thời gian để đi qua chợ biên giới để mua nông sản của Trung Quốc thì cũng có thể mua hoa quả của Trung Quốc ở đây. Đấy, hoặc là quýt này là quýt Mường Khương các bạn nhé. Đấy, ở phía này thì mình thấy bán rất là nhiều các loại hạt và hồng. À, ở đây mình thấy có hồng này. Hồng này thì không phải là hồng của Trung Quốc đâu các bạn ơi. Cái hồng này là hồng của bà con ở đây họ trồng ấy, quả rất là to. Đấy. Vâng, của bà nói là không phải của Trung Quốc nha, cái này là của bà trồng. Đấy. Và hột lạc đây này các bạn này, hột lạc các bà đang bóc ở phía trong đây. Hột lạc của Bắc Hà rất là ngon và thơm. Dạ. À, vâng, hột lạc của Bắc Hà thì hạt nó sẽ không được đều bởi vì là cái đất ở trên này nó không pha cát nhiều, nhưng mà hột lạc ở đây bùi đậm vị và rất là thơm. Không to như một số các loại hột lạc ở khu vực dưới. Nhưng có một điều đặc biệt ý, là ở Bắc Hà thì có nhiều loại lạc lắm các bạn ạ. Đây riêng hai loại này có hai màu khác nhau rồi này. Hai loại này đã có hai màu khác nhau rồi nhá. Cái này cũng khác này. Cái hạt lạc này năm nay thì ở Bắc Hà mà Mường Khương ở Lào Cai trồng rất là nhiều. Và hột lạc này cái chất lượng của nó, cái hàm lượng dinh dưỡng của hột lạc này nó sẽ nhiều hơn của những cái hạt lạc kia. Đấy nên là các bạn có muốn trải nghiệm thì hãy comment xuống dưới hoặc là có thể nhờ bà con ở trên này để mua cái hột lạc như thế này nhá. Đây. Chị ơi, hột lạc này gọi là lạc gì nhỉ? Đấy. Chị nói rằng đây là lạc hoa. Đấy. Hột lạc hoa này thì mình thấy ở Bắc Hà và hiện tại ở Lào Cai chỉ có Bắc Hà mà Mường Khương mới có thôi các bạn ạ. Lát nữa mình sẽ mua mỗi loại một ít mang về để hột lạc này có thể chế biến được rất là nhiều món, nấu canh lạc này, rồi lạc rang này, đấy, lạc luộc này, có rất là nhiều. Thế các bạn có thể mua cái này mang về để ăn rất là ngon. Và nhớ mua hồng các bạn nhá, hồng này mới là hồng của Bắc Hà. Và ở đây thì mình thấy có bán cốm các bạn ạ. Dạ vâng ạ, vâng, có cốm. Cốm ở Bắc Hà, em xem một chút nhé chị nhá. Cốm ở Bắc Hà thì sẽ thơm, rất là thơm, thơm hơn một số cốm ở các cái vùng khác. Bởi vì là cốm ở Bắc Hà ấy, bà con ở đây thì chủ yếu là trồng ở đất nương, không có là đất ruộng giống như ở các cái khu vực của người Thái. Cái khu vực ở Bắc Hà thì chủ yếu là người Tây, người Nùng rất là nhiều, bà con trồng đất nương nhiều. Đấy. Nên là hạt cốm rất là dai và thơm. Và mùa cốm ở Bắc Hà sẽ muộn hơn mùa cốm ở vùng dưới khoảng 1 tháng các bạn ạ. Nên là mùa này các bạn lên Bắc Hà thì có thể mua được cốm và ăn được cốm dẻo, cốm thơm. Chị ơi, em đi xem một chút xong một lát nữa em quay lại nhá. Vâng ạ. Và chắc chắn là để mỗi lần đến với chợ phiên ý là mình sẽ tìm mua cái món này các bạn ạ. Vâng. Xôi ngũ sắc. Đấy, xôi ngũ sắc các bạn ạ. Mỗi lần đến chợ phiên là chắc chắn là mình sẽ phải tìm mua món này rồi. Bởi vì sao? Vì gạo nương, gạo nếp của Bắc Hà ấy rất là dẻo và thơm. Và bà con ở đây thì sẽ không pha bằng màu thực phẩm, màu hóa chất, mà sẽ pha bằng màu bằng lá cây tự nhiên nên là rất là ngon. Đấy, ở bên này không khí mua bán đang rất là tấp nập này.
Và ở đây mình thấy có bán cả cốm già. Cốm già thì ở khu vực bên Lào Cai thì sẽ gọi đây là cốm gọi là khẩu giang. Đấy. Khẩu giang ở bên này thì giá sẽ dao động khoảng từ 35-40 nghìn một cân. Rồi các loại rau này. Đấy. Rất là nhiều, cả súp lơ ở Bắc Hà trồng được rất nhiều các bạn nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phía trong. Nãy giờ là đã bonus cho quý vị khán giả xem rất là nhiều các loại nông sản ở Bắc Hà rồi đúng không ạ? Lát nữa thì chắc chắn là chị sẽ quay lại để chị mua một số hoa quả và nông sản mang về để chúng ta sẽ cùng xem là chúng ta sẽ chế biến được những món gì nhá. Măng khô, bà ơi cháu xem một chút bà nhá. Măng khô, măng này thì là măng của Tây Bắc, chắc chắn là của Tây Bắc rồi các bạn ạ. Vâng, bà nói là măng của mình các bạn ơi. Măng này thì của bà con ở đây làm là măng dối. Đấy. Vâng. Đấy. Rồi măng nứa. Măng này thì là măng mầm các bạn ạ. Măng mầm của bà con ở đây tự làm, tự phơi. Sắp đến Tết rồi và măng thì chắc chắn là sẽ không thiếu ở trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Nên là các bạn có muốn mua măng thì hãy comment xuống dưới nhé. Chị sẽ giúp các bạn để các bạn mua được sản phẩm tốt nhất. Sang bên này. Sang bên này để chị sẽ giới thiệu với các bạn một loại cây nữa. Một loại cây, cây này là cây thắng cố rồi các bạn ơi. Đấy. Đây. Cái lá của nó như thế này ạ. Lá của nó giống như kiểu là lá hẹ ấy. Đấy. Lá này là giống như lá hẹ nhưng mà nó rất là thơm. Nó có mùi thắng cố. Nếu như mà nghe mùi này thì sẽ thấy ngay thèm ngay vị thắng cố luôn các bạn ạ. Rất là thơm. Lá của nó giống lá hẹ nhưng nó dai hơn. Đấy. Ở đây bán rất là nhiều. Các cô các chị ở đây bán chắc là chỉ khoảng mấy chục nghìn một chậu thôi. Và nó phù hợp với cái khí hậu ở đây. Khí hậu ở Tây Bắc cũng có thể trồng được. Nên là các bác có nhu cầu thì cứ đặt mua cái cây này mang về thành phố cũng trồng được. Và thi thoảng làm chẩm chéo này. Rồi mua thịt bò, thịt ngựa, thịt trâu về làm tự làm thắng cố ở thành phố ăn cũng được mà. Đấy. Con anh đang hỏi em là cô này tên idol cô là gì? Con mời con xem. Con muốn xem à? Facebook của cô là Phúc Điền nhá. Phúc Điền. Vâng. Facebook của cô Phúc Điền, thế còn con ở đến từ đâu nào? Con đến từ Hà Nội ạ. Thế à, Facebook của cô là Phúc Điền, còn kênh YouTube của cô là Thị Hay Đi nhá. Vâng ạ. Thị Hay Đi. Con nhớ được chưa? Nhớ được rồi. Con tên là gì nhỉ? Con tên là Trần Đình Dũng ạ. Năm nay con học lớp mấy? Năm nay con học lớp 3 ạ. Đẹp trai quá các bạn ạ. Các bạn khán giả hãy comment xuống dưới để tặng cho bạn Dũng này một like các bạn nhá. Vâng. Chào mừng du khách đến từ Hà Nội. Vâng. Khẩu giang ở đây rất là nhiều này, bánh chưng đen cũng thế. Ở chợ Bắc Hà ấy, họ bán rất là nhiều các loại bánh. Ví dụ như là ở đây là có bánh chưng đen này, bánh dày này. Bánh chưng đen ở đây thì chủ yếu là bà con sẽ làm những cái loại lá cây rừng ấy để tán bột thành tro, sau đó để lấy cái nước đen nó để ngâm với gạo nếp và làm thành bánh chưng đen. Đây sang phía bên này. Ở khu vực bên này thì cái đất đai màu mỡ hơn, không khí thì thổ nhưỡng thì ưu đãi hơn, cho nên là nông sản rất là nhiều. Đây bà con đang tẽ hạt lạc đây các bạn này. Đấy. Các bạn người Mông nhau nhau à. Đấy, bà đang giới thiệu là đây là lạc bà vừa mới tẽ xong này. Và đỗ thì rất là nhiều luôn các bạn ạ. Hôm trước ở chợ Mèo Vạc thì chị đi tìm đỗ tương nhưng mà ở bên đó rất là khó mua. Nhưng sang bên này đỗ tương nhiều lắm luôn ạ. Vâng. Vâng, cháu xem bà nhá. Cháu xem một chút nhá.
đậu tương rất là nhiều. Và cả gừng nữa, gừng bà con ở đây trồng có rất nhiều loại rau. Rau ở đây thì khá là phong phú luôn. Và ở đây này, đây các bạn ơi, vào đây với mình. Đây, mình... sorry. Cháu xem một chút vậy nhá, nhau nhau. Đây các bà ở đây cũng là người Mông. Đây là men, đây là men lá nhá. Men lá của bà con ở đây tự làm để làm rượu này. Đấy. Men của người Mông. Đúng không ạ? Bà nói với mình là men người Mông nấu rượu ấy. Đúng rồi. Đây, men, đây là men lá. Vâng. Hôm trước thì chị đã có chia sẻ về cái quy trình làm men lá rồi. Và ở chợ Bắc Hà thì các bà người Mông ở đây cũng bán nhiều này. Đấy. Quý vị và các bạn nếu như có nhu cầu mà có các cô các chị mà thích làm rượu cẩm này, rồi làm rượu cái để tự uống ở nhà ấy, thì mình có thể mua men lá ở đây về để làm rượu. Và ở đây nữa, mình thấy có cái rau này này. Các bạn có biết cái rau này là rau gì không? Cái rau này là rau khúc các bạn ạ. Rau khúc thì có thể nấu ăn này, hoặc là làm cái bánh khúc mà mình vừa mới chia sẻ đấy. Cái bánh xanh xanh ý. Đấy, cái bánh này rất là ngon. Bà ơi, chúc các bà buôn may mắn đắt nha. Cháu đi vào trong một chút, lát nữa cháu ra cháu mua làm cho bà. Hôm nay giọng của chị nó hơi dè. Cái mic này hơi dè một chút, các bạn thông cảm cho chị nhá. Nông sản ở đây rất là nhiều các bạn ạ. Đây này, hụt lạc này, hụt đỗ này. Lạc hụt đỗ này, rồi măng đây này các bạn này. Khẩu giang nữa đây này. Khẩu giang là gì? Mình cứ gọi là khẩu giang. Đây là cốm già các bạn ạ. Cốm già ở trên này bà con tự làm. Cốm già tức là hết cái giai đoạn cốm rồi mà nó chuẩn bị đến cái giai đoạn thu hoạch lúa nếp ý, thì người ta sẽ làm cái này. Cái này ở bà con ở trên này gọi là khẩu giang. Đấy. Còn hột lạc này, lúc nãy chúng ta đã xem có hột lạc nâu nâu rồi này, hột lạc đỏ này, hột lạc hoa rồi này. Và bây giờ đến có cả hột lạc đen nữa. Ở trên này có rất là nhiều loại lạc. Lạc rất là ngon. Lát nữa mình sẽ mua mỗi loại một ít, mỗi loại một ít về để sẽ chế biến cho các bạn. Hello. Xem là hột lạc có thể làm được gì. Con chào cô. Chào cô mua được những gì rồi nào? Mới được chỗ này. Dạ yeah. Này một khuôn cả chợ Bắc Hà luôn đấy. À thế hả? Ừ. Ôi lại còn gặp chưa ra. Gặp Đông Hương Hà Nội mở đấy là mèn mén với lại rượu ngô nữa chứ. Ờ thế hả? Cô có hôm nay có mùa say say thế nào không? Ở đây nhìn mặt cô thì biết này. À các bạn ơi, nhìn mặt cô này. Cô cũng là trời ơi, người Lào Cai các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay đến với Bắc Hà cũng trên một vai trò là một du khách. Mình yêu Bắc Hà mà. Mình yêu nhất là cái chợ Bắc Hà. Đúng rồi cô nhỉ. Trời. Sáng chủ nhật. Ừ, một khuôn hết cả chợ. Cả chợ mang về. Một khuôn cả chợ. Vâng. Ôi trời, ai cũng phải tay xách nanh mang này, rất là nhiều thứ này các bạn này. Cả rau ớt tuyệt vời luôn. Vâng. Rau ở trong chợ. Vâng. Bắc Hà là... Nay cô mua được những gì rồi nào? Ai cũng thích đến Bắc Hà, không chỉ đến một lần nhé. Đây các bạn ơi, chanh này của Bắc Hà to như quả cam các bạn ạ. Chanh này như chanh Tây ý cháu ạ. Vâng. Gừng này, bánh dày, bánh dày. À đấy. Đây bánh dày khúc nhá. Cô cũng mua bánh dày khúc các bạn ơi. Các bạn biết vì sao không? Đối với người Lào Cai ý, và người ở Tây Bắc, món này là món ăn vô cùng đặc biệt, đặc sản và là món ăn không thể thiếu mỗi lần đến với chợ Bắc Hà. Ngon bổ rẻ đúng không? Vâng. Rất rẻ. Đấy. Chanh cô mua rất nhiều các bạn ạ. Đúng rồi. Chanh về pha với mật ong. Đúng rồi ạ. Vâng. Đúng rồi. Vâng. Có mua không? Đây cô mua 2 túng rồi đấy. Chắc nữa cháu sẽ mua cô ạ. Vâng. Cháu mua mang về bên kia. Ừ. Vâng, bây giờ cháu đi vào xem tiếp nhá. Cháu chào cô. Vâng ạ. Đặc sản ở đây có rất nhiều thứ. Các bạn có thể thấy ở đây này. Bánh chưng này. Bánh chưng này hay là còn gọi là bánh gù này. Đấy, vì cái lưng nó hơi gù một tí. Bánh chưng dài. Vẫn còn đang nóng hôi hổi, thơm lắm. Nếu như mà đến với Bắc Hà thì nên mua cái bánh này. Khu
vực này, ở ngoài này bán rất là nhiều các loại nông sản các bạn ạ. Đây các bạn có thể sang bên này cùng với mình để xem ở bên này. Đây. Nho nho mà. Đây, chào bà háo cái chứ. Ở đây mình thấy có hột lạc này. Đấy. Rồi là mình thấy có cả măng này. Bà ơi, cháu xem một chút nhá. Xem một tí nhá. Đấy. Măng nứa này. Măng nứa này bà cắt gọt rất là cẩn thận luôn này. Đấy. Nhưng mà măng này chưa khô mấy. Nếu như mà các bạn có muốn mua mang về thì nên phơi khô lên một chút nữa. Xong rồi mình cất đi để ăn quanh năm được. Sắp đến Tết rồi. Mua măng là hợp lý lắm rồi ạ. Hột lạc này. Lạc ở đây bán nhiều này. Vâng. Đấy. Ở đây bán rất là nhiều thứ. Rau à. Rau mùi của các bạn, của Bắc Hà các bạn ơi. Ở đây ấy, rau mùi này chỉ có hít không khí tự nhiên thôi. Nhưng mà nó dài như thế này này. Nó dài hơn một gang của thị đây này. Đấy. Rất là nhiều thứ. Và rau có thể vận chuyển từ đây về Hà Nội được. Vận chuyển đi các tỉnh trong vòng khoảng 4-5 tiếng đóng hộp xốp có thể mang đi được. Nên là du khách có thể lên đây chơi trải nghiệm, sau đó là mua rau mang về thành phố cũng được ạ. Đây bên này bán hạt rẻ rất là nhiều này. Hạt rẻ đây. Vâng ạ. Rồi là đồ khô. Đồ khô ở đây thì có thịt trâu sấy này, lạp sườn này. Đây, nấm hương. Nấm hương có rất nhiều luôn, bạt ngàn luôn các bạn ạ. Rồi là nấm linh chi này. Măng dối này. Táo này, đồ khô ở đây rất nhiều luôn. Óc chó này, củ tam thất. Đấy, đi sâu sâu vào phía trong thì mình thấy là nông sản cũng có nhiều. Nắng quá. Nông sản có nhiều và đồ ăn cũng có rất là nhiều luôn. Để mình sang bên này, bây giờ mình quyết định là mình sẽ mua một số thứ. Vâng, sang bên này để xem là khẩu giang này. Khẩu giang bao nhiêu đây ạ cô? 50.000 một cân ạ. Dạ. Dạ. Vâng. Khẩu giang ở đây 50.000 một cân các bạn ạ. Vâng. Nếu như mà bạn chưa ăn khẩu giang lần nào thì nên mua để ăn trải nghiệm. Đấy, cốm này. Cốm của cô này rất là thơm. Cốm Bắc Hà thơm lắm các bạn ạ. Vì cốm ở đây là không trồng lúa nước đâu. Cô ơi, cho cháu một lạng thôi. Cháu ăn thử đã. Vâng. Ở trên này có cái hạt rẻ như này này. Cốm chị ơi, một lạng ít đơn cháu này, hai lạng nhá. Dạ, một lạng thôi cô ơi. Cô ơi lấy cho cháu một lạng thôi. Đây ạ. Hạt rẻ rừng ở đây đấy các bạn ạ. Đấy, hạt rẻ kia thì là hạt rẻ Cao Bằng này. Hạt rẻ to vừa nãy chúng ta vừa mới xem ấy. Hạt rẻ Cao Bằng. Bây giờ thì sẽ mua một lạng cốm để ăn thử. Nếu mà ngon thì chị sẽ mua nhiều. Và nếu mà có một số cô bác anh chị hôm qua xem kênh của chị thì cũng có nhờ chị mua hộ cốm ấy. Cô ơi, cháu gửi ạ. Dạ. Bà bảo là mua bánh chưng hộ bà này. Dạ. Cháu thử nhá, cháu mua thử cho bà một cái nhá. Không có cái nào nóng nóng hả bà? Có nóng mà, nóng ở dưới này. Nóng à? Trong điều này có nóng đây này. À, đấy. Trong này, đấy, các bà mang ra chậu phiên rất đấy. Nhiều các bạn ơi. Đấy. Đây này, trong này rất đấy. Nhiều này. Đấy. Nóng, thơm lắm. Nóng lắm. Lấy thử một cái trước bà. Cháu mua một cái bà nhá. Tháng nào đi chậu phiên, cũng mua xôi này, bánh chưng này, mua cốm này. Bao tiền đấy bà? 20.000 ạ. Con gửi bà. Xin nhé. Vâng. Ăn là cái gì cái bánh này bà ơi. À, mình có nhìn thấy ở đây. Dạ em xem đã chị ơi. Ở đây mình thấy có tương ớt này. Tương ớt này là tương ớt của người dân ở đây, họ tự xay các bạn nhá. Cái này đảm bảo là sẽ không có hóa chất đâu. Đấy, hạt dổi này. Dạ, lát nữa em quay lại em lấy nhá. Bánh dày. À, bánh dày nữa. Vâng. Vâng. Bánh chưng bánh dày của bà con đấy, tự làm đấy các bạn. Đó.
bắt gà đâu về đấy? Gà, gà bắt ở trên bạn đấy. Yeah, xem nào. Đây là của người quen bạn cho. À? Người quen cho. Yeah, mang ra chợ bán à? Không, mua về, không về. Đây là gà gì đây? Gà mỏ đen đen này, trông như gà ok đấy. Đúng không ạ? Gà đen. Gà đen đấy các bạn ạ. Gà đen đấy. Vâng. Gà đen mỏ đen chân đen đấy. Lông trắng. Bắc Hà và khu vực Simacai thì khá là nổi tiếng với các cái loại nông sản này, rồi là gà. Thế là gà ok ấy. Hay gọi là gà ok vì sao? Vì là mình cũng không biết là từ bao giờ cái loại gà đen của khu vực Tây Bắc này được gọi là gà ok. Nhưng mà gà ở trên này họ nuôi rất là ngon. Và có thể nấu với canh tam thất, một số các loại củ để củ dược liệu ấy để làm canh thuốc bắc. Đấy, rất ngon. Các bạn ơi, và đến với chợ Bắc Hà, nhất là khu vực Tây Bắc này này, thì các bạn nên ăn thử cái... Anh ơi, cho em xem hàng chút nhá. Vâng. Các bạn nên mua và ăn thử cái món này ạ. Đây là má lợn treo. Cái món này họ đã treo để cho nó cái mỡ nó đủ trong ấy, và cái da của nó đủ giòn ấy. Nên là về thì có thể là các bạn xào này, hoặc là nướng lên đấy, ăn rất là ngon, xào với rau cải mèo. Đồ sấy ở đây rất là nhiều luôn. Hello, đây ạ, thịt treo này, thịt treo rất là, nhìn rất là ngon. Vâng, đây anh này anh đang chế biến món thịt sấy các bạn ạ. Thịt sấy thì có nhiều kiểu ăn lắm, thịt trâu gác bếp này. Trâu gác bếp ở khu vực Tây Bắc bán rất là nhiều, vì ở trên này những cái đồ tẩm ướp ấy rất là nhiều, và đây là những cái món ăn truyền thống của người Tây Bắc. Thì ở đây thịt sấy có thể làm theo cái phương pháp như anh này đang làm, đấy là hấp lên cho nó mềm đấy, ăn cùng với xôi hoặc là uống bia, dành cho các anh mày dâu ấy, các anh hay nhậu ấy đấy. Thịt trâu bây giờ cũng có nhiều phân khúc giá, nhưng mà để mua ngon nhất thì các bạn cứ hỏi kinh nghiệm mấy cái cửa hàng lớn lớn ở chợ Bắc Hà này này. Các anh, các chị ở đây bán rất là nhiều luôn. Không khí mua bán đang rất là tấp nập ở chợ phiên Bắc Hà đây các bạn ạ. Có rất là nhiều thứ luôn. Ớt này, tương ớt này, ớt ngâm này, rồi miến. Năm nay thì mình thấy là bà con làm thêm loại miến sợi to như này, như sợi phở ấy. Đấy. Ăn cũng rất là ngon. Vâng. Trước đây thì chúng ta chỉ biết đến miến là cái sợi nhỏ thôi, như sợi bún ấy. Nhưng bây giờ có thêm cái miến sợi to như thế này này. Đấy, ăn trải nghiệm, nên ăn thử các bạn ạ. Cảm ơn chị nhá. Tương ớt ở đây rất là nhiều. Đồ sấy khô rất là nhiều đấy các bạn này. Quế. Vì sao nên mua, nên lên Tây Bắc mua quế? Bởi vì là cái vùng Tây Bắc ấy trồng quế rất là tốt. Và quế của Lào Cai bây giờ đang có cái vùng trồng quế hữu cơ ấy. Nên là mình có nhu cầu dùng quế thì mình có thể tham khảo ở những chợ phiên như thế này. Bà con bán rất là nhiều quế. Cảm ơn chú ạ. Chúc chú buôn may bán đắt nha. Rất là nhiều thứ để mình muốn mua về. Lát nữa mình sẽ mua ớt mỗi loại một chút để mang tặng cho già làng. Già làng Tây Nguyên hiện tại vẫn đang ở bên Mèo Vạc, chưa về đến đây. Nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ mua để tặng anh già làng rồi. Hồng này. Đấy, rất là nhiều luôn. Mình đi vào trong này đi. Đây, ở đây đậu tương rất là nhiều các bạn ạ. Ở khu vực ở bên Hà Giang ấy thì đậu tương ít hơn một chút, nhưng mà ở đây thì mình thấy rất là nhiều luôn. Đúng không? Mẹ đâu 12 cân rưỡi, cả 2 cân rưỡi cái túi ra là 15 nhân cân, đúng không? 15 cân. Trừ bì đi còn 6 cân nữa. Biết họ mua cái gì? Đây. Đậu tương này. Đậu tương. Vâng, cháu xem một chút nhá. Đậu tương này hôm trước mình đã mua ở bên Mèo Vạc để làm cái món khẩu xé nè. Khẩu gì nhỉ? À cái gì nhỉ? Không phải tùa, tẩu chúa, nhầm, xin lỗi. Đấy. Củ mài đấy này.
Vâng, củ mài. Củ mài đúng không ạ? Đã bao nhiêu lâu rồi các bạn không được ăn thử củ mài? Ở chợ phiên Bắc Hà có các bạn nhá. Đây. Đi vào trong này. Cải ca le này, cải ca le ăn rất là đậm đà. Đấy, cả có cả tỏi tây nữa này. Tỏi tây ấy, tỏi dài ấy. Tỏi mình ấy, tỏi Bắc Hà. À, mình gọi là tỏi tây và sợ là mình nói là tỏi Trung Quốc các bạn ạ. Nhưng mà đây là tỏi ở Bắc Hà trồng nhá. Đấy. Vâng, đây là tỏi Bắc Hà trồng dài như thế này không ạ? Cao bằng nửa người chị rồi. Rất là thơm. Vâng ạ. Bà ơi, con đi xem đã nhé bà nhá. Vâng. Vâng. Con đi xem một chút. Vâng. Đấy. À, mình thấy ở đây có cái rau này. Sẽ mua thêm về. Cái lá này là cái lá ngót rừng đây này. Cái lá rau ngót rừng đấy các bạn ạ. Cái này nấu canh ăn ngon này. Và hôm trước ở trong cái gia vị thuốc của cái men lá ấy, mà mình đã quay cái quy trình men làm men lá rồi ấy, các bạn xem ấy, thì thấy là ở trong đó cũng có cái lá rau ngót rừng này này. Đấy, ở khu vực Tây Bắc này trồng rất là nhiều. Mình sẽ mua hai bó về để nấu canh ăn thử nhá cho các bạn. Trồng lấy hai bó ạ. Vâng. Bà ơi, đây có cái con gì đây? À, sâu măng. À, sâu măng các bạn ạ. 5.000 một lạng. 5.000 một lạng ạ? À? Cái sâu măng này có ăn được không ạ? 50.000 một lạng thôi, 5.000 ạ. 50.000 một lạng ạ? À? Cái sâu này có ăn được không bà? Ừ, sâu này là ngon hơn của ta. À. Của ta thì ăn ta hơn cái này ngon hơn của ta. Thế à? Ừ, cái này ngon hơn, cái này đắt tiền hơn mà. Vâng. Đấy. Của ta thì một lạ thì không bằng được cái này đâu. À, ngon hơn con tầm. Ừ, ngon hơn con tầm. Mình nấu thử xem. À, vâng. Cái này ngon hơn một. À, thế ạ. Bà bảo ngon hơn con tầm các bạn ạ. Ừ, ngon hơn đấy. Đấy. Thế mình sẽ... Của ta ngon một phần cái này. Ngon vâng. Hai phần. Đây, cháu trả tiền bà cái rau này này. Vâng. Là của cháu là bao nhiêu tiền? 70.000 ạ. 70.000 ạ? Vâng. Đây, của ta nhé. Cháu không, đây cháu trả bà cái này. Hôm nay mình mua rất là nhiều thứ này các bạn này. Đây một cái, đây một cái lu cỡ phía sau này. Với lại đồ ăn rất là nhiều. Thì mình về, hôm nay mình sẽ chế biến rất là nhiều món đặc sản ở vùng Tây Bắc này có thể nấu được. Thì các bạn nhớ xem hết video để biết được là những cái món ăn này chế biến như thế nào nhá. À chị ơi, chị bán cho bó à? Không chị ạ. Thế hả? Thế hả? Em không lấy bó đâu, em lấy bông thôi ạ. Gãy rồi. Nhiều bông gãy thế. Cháu mua ít rau ngũ gia bí. Vâng, để tối về xào trứng. Vâng. cho cháu mượn cái rổ để cháu hái rau. Thank you.
bởi vì chị thấy cái rau này của em là có giá trị. Rau rau này là rau ngũ gia bì cô nhỉ? Đúng rồi. Rau này ăn còn có tính là thuốc đấy. Màu trắng rồi đúng rồi. Thuốc đây còn phơi khô bán mà. Đúng rồi. À thế ạ? À? Cây lá già phơi khô hả cô? Cái cành già lá già lấy máy xịt xe rửa sạch xong bắt đầu băm bỏ vào bạt phơi sạch xong họ lấy nhiều lắm mà người ta lấy cho người già để uống mất ngủ ấy. À chữa mất ngủ. Ăn cái này thì ngủ tốt. Vâng. Ừ, nó có tác dụng ngủ đấy. Vâng. Ngủ tốt lắm. Cháu thích ăn cái rau này lắm. À, này cháu về nhá cô nhá. Bơi ra. Vâng. Tạm biệt cô nhá. Thì bọn chị hái luôn hộ. Ừ. Lại hẹn hôm nào vào. Ở bên nhà hàng nó cũng đặt bát như người gọi. Ờ. Bên để người ta lấy lúc nào người ta cũng lấy. 2 tuần nữa lại vào ăn cưới con nhà Mai Mai đấy. Cả họ. Cháu về nhá. Cháu chào cô. Ờ. Trên này đang bắt đầu ra mận rồi đấy. Ra hoa mận ý. Hoa mận ở đây kiểu như kiểu là nó ra sớm ý. Nhà bà nhỉ? Chưa đúng ra là phải được ngoài Tết ấy. Vâng. Nó rẻ này, nấu được với canh xương này. Canh xương lợn này. Canh hầm với thịt bò ấy. Hoặc là làm cái món giò hầm Quảng Đông ấy cũng cho vào được này. Hoặc là nấu canh gà cũng cho hạt dẻ vào được, cũng ngon. Hoặc là thịt băm xong băm thêm cả hạt dẻ vào nữa, nó cũng béo ngậy. Mình ăn thì hơi nhiều. Mình sẽ nấu canh một phần, còn để lại một ít để chiều nay còn làm sữa hạt. Để hôm nay làm sữa hạt. Rồi. Củ khởi này thì có thể xào với thịt băm này. Nấu canh xương này, nấu canh thịt băm cũng được. Chủ yếu là nấu canh thịt. Hoặc là nấu cùng với cả cái món tẩu chúa ấy, đậu tương ấy. Sau củ khởi nấu canh xương rất là ngon. Nếu như mà các bạn không nấu canh xương thì vẫn có thể nấu với cả thịt băm được ấy. Nấu thịt băm cũng ngon. Đấy, nếu như mà mình không quen nấu ăn ấy thì mình đợi cho nước nó sôi lần nữa xong rồi mình cho ra là vừa. Còn như mình thì mình hay đậy vung. Đấy. Để bung mà khi mà nó bắt đầu sôi cái đấy là nó chín tới. Đấy, nước sôi. Nước ta là rất là ngon. Hạt dẻ thì phải ninh cùng với xương. Khi nào mà cái xương bình thường thì là mọi người hay nấu với cả xương ống ấy. Nhưng mà nhà chị thì không ăn béo nên là chỉ nấu với xương sườn thôi. Sườn kia mà nó tụt vào như này là vừa này. Hạt dẻ nó sẽ rất ngon. Bình thường thì mọi người sẽ nấu canh hạt dẻ cho rau cải. Nhưng mà chị thì lại thích ăn cái rau này. Đi chợ phiên Bắc Hà thì mua được ít cái rau này. Thì cái rau này thì thường là ở Tây Bắc sẽ ở khu vực Lào Cai sẽ trồng được nhiều hơn các bạn ạ. Lào Cai thì có Bắc Hà. Ở trong thành phố Lào Cai mình thấy mọi người cũng trồng nhiều. Sapa cũng trồng được nhiều. Chủ yếu là nó trồng giống như rau ngót ấy. Đấy. Trồng ở những men men, những cái khu mà cạnh cái rãnh nước ấy.
Hôm nay sẽ cho mọi người ăn món thịt băm mang một chút hương vị ở miền núi Tây Bắc, vùng biên giới. Thịt băm xào với ớt và củ cải cay. Chín tới nhá, thì bây giờ mình mới bắt đầu mình cho dầu ăn. Thì dầu ăn ấy là trong này nó có omega 3 và omega 6, omega 9. Thì cái những cái dinh dưỡng ở trong dầu ăn này này, thì omega 3 ấy nó bốc hơi rất là nhanh. Nên là khi mà nó gọi là cái chất béo chưa no ấy, ở trong omega 3 ấy nó sẽ, nếu mà cho lên nhiệt độ cao quá thì nó sẽ thành chất béo no, chất béo bão hòa, mình ăn mình sẽ bị béo. Nên là vì sao mà nhiều người ăn dầu ăn ấy, mà bị tăng cân, bị huyết áp, bị tiểu đường, tim mạch các thứ, là vì dùng dầu ăn chưa đúng cách các bạn ạ. Đấy. Xong rồi thì mình sẽ cho trứng vào. Sau này thì nó có cái vị hơi đậm đà một chút rồi, nên là khi mà mình xào thì mình chỉ cần cho một ít gia vị thôi, cho mấy hạt nêm thôi. Khi mà rau và trứng trộn đều với nhau rồi mình chuyển sang màu vàng rồi thì nó cho ra được. Bây giờ mình phải thưởng thức cái món mà mình vừa mới nấu. Đây, rau ngũ sa bì. Đây ạ. Trong này nó có hơi có một tí gai, nhưng mình chỉ lấy phần non nha các bạn ạ. Có thể xào với trứng với thịt băm. Ăn cái vị của nó hơi the the, mát mát. Cái rau này thấy các bà ở Bắc Hà ấy, các bà nói rằng là ngoài cái việc mà gọi là thực phẩm làm rau ăn ấy, thì cái rau này còn có tác dụng là ăn để giúp cho mình ngủ ngon hơn đấy, hoặc là những cái phần lá già ấy thì mình có thể để lại để mình đun phơi khô lên mình đun nước uống. Giờ ăn hạt rẻ đó. Ăn thử hạt rẻ vì mình chưa mua cái hạt rẻ siêu to khổng lồ như này bao giờ. Nên bây giờ mình sẽ ăn thử hạt rẻ. Cũng bở và thơm các bạn ạ. Rau củ khởi này, không biết ở vùng của các bạn thì có cái rau này không, nhưng mà rau này thì ở Lào Cai rất là nhiều, là chợ phiên Bắc Hà, chợ phiên Sapa, rồi chợ Cốc Lếu. Cái nước mà có cái vị rau củ khởi này rất là thơm. Mình ăn thử một miếng rau nữa nhá.
Thôi bây giờ cũng đến bữa rồi, thì mình cũng mời quý khán giả cùng với mình để thưởng thức những cái món ăn gọi là rất là bình dân của người ở Tây Bắc. Thì người miền núi thì một bữa ăn cũng chỉ đơn giản như thế này thôi ạ. Chỉ có hôm nào mà có khách ấy thì mới có nhiều những cái món gọi là sơn hào hải vị. Và một buổi đi chợ phiên thì chị cũng mua rất là nhiều thứ, nhưng mà hôm nay thì mới chế biến được có như thế này thôi, bởi vì là chị ăn uống có một mình nên là chỉ thưởng thức được như này thôi. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi toàn bộ hành trình của chị trong video ngày hôm nay. Và có phần nào cảm thấy hài lòng thì quý vị khán giả hãy comment xuống bên dưới. Và có cái phần nào mà chưa hiểu, chưa biết thì quý khán giả cũng có thể là comment xuống bên dưới để chị sẽ giúp cho quý khán giả, giải thích cho quý khán giả hiểu hơn. Và chị xin phép kết thúc video tại đây. Nếu như cảm thấy hay thì quý khán giả hãy like, comment xuống bên dưới và hãy share cho mọi người, cho những ai muốn đi trải nghiệm chợ phiên Bắc Hà. Xin chào và hẹn gặp lại.